đầu tư chính là những cái cách thức, những cái bước mà nhà đầu tư sẽ thực hiện để mà có thể hoàn tất cái việc đầu tư vào một startup. Thì qua rất là nhiều cái thương vụ đầu tư vào startup thì chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều startup không hình dung rõ là mình sẽ phải đi những bước nào hay là làm việc với nhà đầu tư theo một cái lộ trình cụ thể như thế nào để mà nhận vốn. Thì điều này sẽ gây rất nhiều những cái khó khăn cho startup khi mà họ không biết chính xác là thời gian, cách thức hay là mình sẽ phải đi đâu về đâu để mà nhận được vốn. Thì sau đây tôi sẽ chia sẻ quy trình cơ bản nhất để mà startup nhận được vốn đầu tư từ nhà đầu tư. Thứ nhất đó là các bên thường có sự gặp gỡ và trao đổi các cái thông tin về những cái ý định đầu tư, ý định kêu gọi vốn đầu tư. Thứ hai là các bên thường phải cung cấp cho nhau những cái thông tin sơ bộ, ví dụ như là startup làm về gì, tình hình doanh số cơ bản như thế nào. Nó cũng là những cái thông tin cơ bản mà các bạn thường thấy trong các cái show sắp tăng thực tế. Thứ ba là các bên có thể đàm phán và ký kết một cái bản term sheet, hiểu nôm na là một cái bản điều khoản cơ bản ghi nhận những cái vấn đề cơ bản nhất mà các bên sẽ thống nhất khi mà đầu tư. Và sau đó thì các bạn sẽ đến với quá trình thẩm định, tức là quá trình due diligence như chúng tôi đã từng đề cập. Và sau đó thì các bên thống nhất hết toàn bộ vấn đề và ký kết những cái thỏa thuận, hợp đồng đầu tư chính thức. Và cuối cùng đó là cái bước chúng ta thực hiện cái hợp đồng đã ký và tiến hành giải ngân vốn và tiến hành hợp tác với nhau để mà phát triển. Thì quay trở lại cái câu chuyện tình yêu mà chúng tôi thường đề cập, thì nó cũng như cái cách thức mà một chàng trai và một cô gái tiến đến với nhau trong cuộc hôn nhân. Đầu tiên thông thường là chúng ta sẽ gặp gỡ nhau, tìm hiểu nhau, anh là ai, em là ai và chúng ta mong muốn gì ở nhau. Cái thứ hai là chúng ta phải cho nhau những cái thông tin sơ bộ. Chúng ta phải có sự gặp gỡ nhau, đi xem phim, đi nghe nhạc, hoặc là chat với nhau, hoặc là kết nối Facebook. Và sau đó thì chúng ta phải thống nhất một cái mục tiêu là về cái câu chuyện là chúng ta có nghiêm túc với nhau trong một nhân thể hay không. Thì sau đó sẽ đến cái mảng thẩm định, là thông thường là chúng ta sẽ tìm hiểu về gia đình của nhau, gặp gỡ bố mẹ các bên để mà các bên xem là mình có phù hợp với anh chàng này hay không, phù hợp với cô gái kia hay không. Và cuối cùng khi các bên thống nhất với nhau toàn bộ mọi thứ thì các bên có thể là đăng ký kết hôn và tiến hành tổ chức một cái lễ cưới thật là hạnh phúc. Như vậy thì cái quá trình mà mình thực hiện những cái bước trong cái quy trình đầu tư thì startup cần phải lưu ý những gì? Ở quan điểm của chúng tôi thì những cái yếu tố cơ bản cần lưu ý. Thứ nhất đó là startup cần đặc biệt chú ý và biết chính xác về những cái văn bản thỏa thuận mà mình sẽ ký với nhà đầu tư. Phải biết chính xác là cái văn bản mình ký nó có hiệu lực hay không, hay là nó có tác động hay nó có rủi ro gì cho mình hay không, và luôn cân nhắc trước khi các bạn đặt muốn ký bất kỳ thỏa thuận nào. Cái thứ hai đó là các bạn cần hết sức cẩn trọng về vấn đề cung cấp thông tin, đặc biệt khi mà ở trên thị trường hiện tại có rất nhiều nhà đầu tư, có rất nhiều startup đều có mong muốn đầu tư vào các bạn, thì các bạn hết sức cân nhắc về việc là các bạn sẽ cung cấp thông tin gì, các bạn sẽ cho nhà đầu tư biết cái gì và làm thế nào để mà nhà đầu tư cam kết bảo mật những thông tin đó, tránh ảnh hưởng đến doanh nghiệp các bạn. Cái thứ ba đó là các bạn cần phải xác định chính xác với nhà đầu tư chúng ta sẽ làm cái quy trình đầu tư này trong vòng bao nhiêu lâu, chúng ta làm theo những bước nào và chúng ta có cái gì để mà cam kết rằng chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đúng theo cái quy trình đã cam kết đó hay không. Và cái thứ tư, một cái vấn đề thường ít được các startup đặt ra đó là các bạn thường không có biện pháp để mà yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện cái nhiệm vụ đầu tư mà họ đã hứa, đã cam kết hoặc là họ đã đề nghị. Thì các bạn cần phải xác định rất rõ là mình sẽ yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo cái việc họ sẽ đầu tư như thế nào khi mà chúng ta đã đáp ứng hết toàn bộ thông tin cũng như yêu cầu họ đưa ra. Và cái cuối cùng đó là các bạn nên có một cái sự thẩm định sơ bộ nhà đầu tư, tức là các bạn nên có một cái sự tìm hiểu trước về nhà đầu tư để hiểu hơn nhà đầu tư đó như thế nào, nhà đầu tư đó có phù hợp với mình hay không và mình có nên cho nhà đầu tư đó đầu tư vào mình hay không. Bởi vì tiền không phải là tất cả, mà quan trọng là cái người đưa tiền đến cho doanh nghiệp của bạn có phù hợp với bạn hay không. Trong trường hợp các bạn có bất kỳ cái câu hỏi thắc mắc nào, vui lòng comment xuống bên dưới hoặc là gửi câu hỏi về phía ban tổ chức, thì tôi và các luật sư khác sẽ tham gia để mà giải đáp cũng như là hỗ trợ các bạn trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhá. Cái offer của Sắc Phú.